Hôm nay ngày 13 tháng 10 là ngày kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đây là dịp để tri ân, vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện tỉnh Lào Cai có gần 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp trên 70% số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Bên cạnh đó, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Lào Cai còn tích cực trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Các doanh nghiệp Lào Cai hoạt động tập trung ở một số lĩnh vực như thương mại dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, giao thông xây dựng, sản xuất khai thác chế biến khoáng sản. Với phương châm doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển, tỉnh luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tỉnh cũng đang nỗ lực cải cách hành chính, triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, du lịch và xuất nhập khẩu theo hướng phát triển xanh và bền vững. 9 tháng qua, tỉnh đã cấp đăng ký mới cho 491 doanh nghiệp và 38 đơn vị với tổng số vốn đăng ký gần 4.600 tỷ đồng. Cùng với đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh luôn đồng hành thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt trong đợt thiên tai vừa qua, đã có trên 30 tỷ đồng được các doanh nghiệp Lào Cai ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện nhiều doanh nghiệp cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ về vật liệu với lợi nhuận không đồng, giúp người dân xây dựng nhà cửa bị ảnh hưởng bởi thiên tai và cùng đồng hành với tỉnh trong chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.